Em Linh của Thảo Nguyên xin được báo cáo cho các anh ạ. Báo cáo cho chú hội. Con này là con chép thứ 3 rồi. Mới vào được 15 phút nên ba con chép mới. Thời tiết hôm nay thì hơi mưa bay một chút. Ủa. Cần cong. Thần thịnh nào, hôm nay im lắm. Cần ông dài tâm ở ngoài thế ông phải phát thế luôn. Chào buổi sáng. Cũng khác gì hôm anh đánh ấy. Đã lên bờ thành công rồi ạ. Toàn chép mới đâu chú nhỉ? Con này to đấy. Em chào anh Nguyễn Văn Tiến. Em sắp cần anh nhé. Mẹ ta mang túi sang đây, giờ ở đây rồi còn đi đâu? Mang túi sang đây, ở đây rồi đi đâu? Ôm mưa dày rồi. Thành ơi. Nhét cái ô này ra đấy. Ồ đấy rồi đi đâu. Chép lên sớm quá đẹp. Em cảm ơn anh Đức Đức. Mưa dày rồi. Hà Nội không mưa, Bắc Giang mưa rồi anh ạ. Thân thịnh nào im về chú. Mưa dày quá. Vợ quốc dân này anh ơi. Nhưng sáng lại mưa nhỉ. Sáng thì trời ấy, âm u. Mưa to lên. Mưa chỉ thế này thôi. Ôi vợ quốc dân này hỏng. Anh Trọng Quang phải lên nhỉ. Em vào đi cho trời nắng. Các anh cứ đuổi em vào. Qua thấy mỗi bạn Tuyên của anh lên thôi. Mưa quá. Em chào anh Biên, em chào anh Đinh Khánh Hưng. Linh ơi, mưa vào nhà đi ốm đây. Cũng mưa bé thôi anh ạ. Hồ đen hiện tại còn 5-6 con thôi nhé anh Nguyễn Quỳnh ơi. Vắng anh ạ. Em chào anh Gia Tuấn. Dạ.
Đây. Đợi em tí. Chú Biên ở đấy lên con cá nào chưa chú Biên ơi? Nay bên đấy cũng lên chậm. Dạo này bạn không lên được với Linh nhiều, bé Linh ghê. Lâu lắm không thấy anh lên. Ở đây có mưa nha anh Nguyễn Oanh ơi. Nhưng mà mưa bé, lất phớt thôi. Các cần thủ giờ bắt đầu đến. Em xin được kết thúc live tại đây ạ.